Có. Thôi mua đồ rồi. Cho em một cái. Anh okay. 30 rồi. Quay đâu mà quay làm gì đấy? Quay post Facebook rồi. À, post Facebook không? À, bao nhiêu người theo lượt cho tôi rồi? Dạ. Thì em đang bán một cái bếp, anh mua không? Bán đây mà. Không anh. Bây giờ có mưa có 32.000 lượt cho tôi. Bếp rồi anh à? Bếp chính chủ. Em quay linh tinh thôi. Bánh Hàn Quốc rồi. Đó là món ăn đường phố Hàn trứng xúc xích rồi. Có mai. Có hết. Có ăn thập cẩm đúng không? Có tất cả kia. Đây là lẩu nuôi gà. Này là công nghệ mới về nên nhiều cái nó bất lỗi. Chưa có đủ tổng mức. Đây giống cái bánh gì của Pháp ấy nhỉ? Đó. Đá. Ừ. Kế về, kế về. Đấy nó đấy. Đấy đúng không? Ông ơi, con mày ông còn đánh ông ơi. Ông ơi, con cứ để đấy. Đế quá. Bánh ngon không ông ơi? Bánh không dầu không mưa mà, nó tốt trên mặt mà. Đây là gì đây? Cái này là dầu là vì là nó là mình lần đây là cái này là dầu. Nhưng là dầu thực vật nhưng lại là cái bánh này là mới công nghệ mới về. Nên là thỉnh thoảng có cái nó những cái nào nó bị lỗi. Chưa đủ à? Chưa già đủ. Đó. Mình lên mình cho một tí thôi đúng không? Nhưng nó có dầu thực vật rồi. Dầu đồng nành ấy. À, dầu đồng nành rồi chứ không phải là dầu động vật. Có nhiều cái nó vẫn bị như là cháy đấy nên mình không cho dầu là sẽ cháy ngay. Có dầu thì bảo có dầu không bảo em xin tươi mời ấy, không bảo ăn nhỉ? Ai bảo vệ đây à? Đây, bọn bạn bán mùng mấy? À? Bán đến mùng mấy vậy? Bây giờ mấy hôm? 26 đủ mấy bạn. Thank you.
mai kìa. Chắc tối đông người đi thì đông người ăn thôi đúng không? Bây giờ mọi người đi nào? Bây giờ đi nào? Qua thì qua 8 giờ đi rồi. Này cuối tuần mà bán ở phố đi bộ vào hồ ấy. Bán này tốt hơn. Bán thứ 7 sinh nhật thôi. Mình cắt đôi nhá. Nước thì ăn cùng nước à? Ăn cùng nước kia rồi. Ăn cây không? Có. Cắt đôi một nửa cho cái túi. Mai cho đứa bạn làm gì mà. Từ cô gái anh đây. Thôi bán anh được đúng không ạ? Được. Ăn luôn đây được không? Không. Cái này mang về à? Ăn về con sống. Đây là bánh đúc. Ở đây mình ăn luôn đây rồi. Đúng rồi, lên tí ăn. Ok rồi. Thank you.